Ở một vùng đất hoang sơ, nơi chỉ có biển trời và núi rừng hùng vĩ, một ngày kia, khi các vị thần trên thiên đàng tụ họp, bông hoa đại của nữ thần mùa xuân biểu tượng trái tim và sức sống vô tình rớt xuống trần gian. Ở chính nơi bông hoa rơi xuống đã khởi sinh vạn vật. Một miền đất hứa trăm hoa đua nở, như khu vườn thiên nơi mùa xuân là mãi mãi. Nơi đó gọi tên Sun Premier Village Primavera, tọa lạc tại khu đất vàng nơi khởi nguồn cáp treo hòn thơm. Sun Premier Village Primavera là trái tim của quần thể nghỉ dưỡng tỷ đô của tập đoàn Sun Group tại Nam Phú Quốc. Những khối nhạc cao tầng tự mình lên vách đá bên bờ biển xanh ngọc rực rỡ sắc màu giờ đây không chỉ là câu chuyện của riêng nước Ý. Sun Premier Village Primavera, tuyệt tác kiến trúc địa Trung Hải, một bản hòa ca của phong cách Amalfi và vẻ đẹp tuyệt mỹ của biển trời Phú Quốc. Đến với nơi đây, du khách sẽ được hưởng ngoạn cảnh đẹp mê hồn của buổi bình minh từ dãy nhà hàng sát biển dập dìu sóng xô, hay len lỏi qua những ngõ nhỏ uốn lượn gập ghềnh để khám phá những cửa hàng xinh xắn, tận hưởng bản hòa ca tuyệt vời trong điệu tarantella duyên dáng. Thị trấn Amalfi đẹp như tranh vẽ, còn được tái hiện tinh tế nơi các bậc thang đang cài. Những mái vòm mũi cong nhấp nhô nhường đỏ đường bờ biển rực rỡ. Những căn shop house bên trục giao thông chính tấp nập thu hút mọi ánh nhìn. Dọc theo cung đường phiêu du, du khách sẽ đến với quảng trường náo nhiệt, những khoảng sân đầy màu sắc của shop house Sorrento kế bên gà đi cắp treo. Chập trùng một màu xanh, thấp thoáng những mái nhà đỏ tươi là dãy khách sạn vươn cao lên bầu trời với khung cửa sổ đẹp như mơ đón trọn hương vị biển khơi. Tới đây thôi, không chỉ là những đêm nghỉ xa hoa, Nam Phú Quốc sẽ níu chân hàng triệu du khách với những buổi tối náo nhiệt, tour biển đảo và trò chơi hấp dẫn tại công viên nước hoành tráng. Tất cả là những ngót dạng phiêu du của nắng, gió, là sự tận hưởng cuộc sống và những trải nghiệm bất tận mà Sun Group viết riêng dành tặng chính bạn. Ẩn sau câu chuyện về sự phát triển thần kỳ của mảnh đất Nam đảo, ẩn sau dáng vẻ phồn hoa, Sun Premier Village Primavera cất giấu một truyền thuyết về sự vĩnh cửu, nơi bốn mùa mãi một mùa xuân với muôn vàn cơ hội thành công và những cuộc vui bất tận. Sun Premier Village Primavera, bến cảng phồn hoa, nơi mùa xuân vĩnh cửu. Một sản phẩm của tập đoàn Sun Group.